Hello, my dear students. Welcome back to the series about learning tiếng Anh 5, Ripple Success Series, and I'm T, your teacher. I'm very happy to support you to learn this unit, Unit 7, our favorite school activities. Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với chuỗi video cô Thủy hướng dẫn các con học chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 của nhà xuất bản giáo dục. Và cô giáo rất vui khi chúng ta đang dừng ở trạm Unit 7, bài học số 7. Các hoạt động ở trường mà con yêu thích. Như vậy các bạn nhớ xem các hoạt động ở trường mà các bạn yêu thích hoạt động nào, đúng không? Chúng ta có mẫu câu này, chúng ta có cấu trúc nào và có những cái từ nào cần phải ghi nhớ khi chúng ta học bài đơn vị bài học này nhá. Ok, theo format của sách giáo khoa thì chúng ta sẽ có 3 bài học chính, đúng không? Và mỗi bài học số 1, số 2 thì các con sẽ làm gì? Có những cái mẫu câu này, có những cái đoạn hội thoại, đúng không? Có những cái từ vựng chúng ta mở rộng phần bài, đúng không? Còn đến bài số 3 thì chúng ta sẽ nói về từ vựng, ngữ pháp và các cái kỹ năng tổng hợp. Ok, now look, listen and repeat. Chúng ta có đoạn hội thoại giữa các bạn, đúng không? Và có những cái mẫu câu sẽ xuất hiện trong bài của chúng ta, đúng không? Listen first. A. Hi, Mai. What are you doing? Hello, Ben. I'm helping my brother solve a maths problem. B. What school activity does he like? He likes reading books. À, đây là câu chuyện giữa bạn Mai và bạn Ben, đúng không? Bạn mà Ben bảo là chào Mai, bạn đang làm gì đấy? Các bạn gọi điện cho nhau, đúng không? Chào Ben, tớ đang giúp em tớ làm bài môn toán. Thế hoạt động ở trường nào mà em ấy thích đấy hả cậu? À, em tớ thích đọc sách, đúng không? Và con nhìn thấy likes, timid, bởi vì chủ ngữ là he, she, it, đúng không? Và như vậy chúng ta có mẫu câu là what does she like to do in at school, đúng không? Và chúng ta sẽ có, các con sẽ nhìn vào các cái hoạt động ở đây. Con thấy là gì ạ? Cái bạn để chúng ta chỉ vào bạn này, đúng không? Chúng ta có là gì? Do projects, là các bạn làm dự án này. Picture B thì bạn ấy làm gì? Read books, đúng không? Picture C là bạn ấy play games. Và picture D là bạn ấy solve math problems, là bạn ấy giải các bài toán, đúng không nhỉ? Đó, và chúng ta sẽ có các cái mẫu câu xuất hiện. What school activity does he or does she like? Thì các con nhớ ta có là danh từ chỉ người mà là số ít, đúng không? Mà là con trai thì con dùng là he, với tương ứng với bức tranh A và tranh D. Với bức tranh B và tranh C, con nhìn thấy cái tranh C thì chúng ta có chỉ rõ vào cái bạn nữ đây rồi, đúng không? Em bé gái đây thì chúng ta sẽ dùng là she, được không nào? Yeah. What school activity does he like? He likes doing projects. Con nhớ đằng sau likes chúng ta sẽ chia động từ verb thêm đuôi ing, đúng không? Các con cùng nghe nào. What school activity does he like? He likes doing projects. Doing projects, đúng không? Như vậy sẽ là doing, reading, playing and solving. All right. And next one. Let's listen. What school activity does she like? She likes reading books. She likes reading books. Con nhớ âm cuối của từ và cách đọc từ thật là rõ ha. Next one. What school activity does she like? She likes playing games. She likes playing games. Okay. Next. What school activity does he like? He likes solving maths problems. He likes solving maths problems. Okay. What school activity does she like or he like? Thì các con nhìn tranh đây, ví dụ như chúng ta có tranh cô giáo đang chỉ vào đây, đúng không? Hoặc chúng ta có đang bạn nam đang làm đây thì chúng ta sẽ có là he. Thế còn tranh chúng ta cô đang chỉ ở đây và chỗ này thì là she. Okay. Now, he likes doing projects. Okay, and she likes solving maths problems. And she likes playing games. Okay. And he likes reading books for this one. Okay. Các con sẽ luyện tập, để con sẽ chỉ tay vào những cái hoạt động khác nhau như này để các con sẽ đặt câu hỏi với các bạn ở trong lớp của mình, ở những hoạt động trực tiếp với các bạn hoặc các con ở nhà cũng có thể là mời bố mẹ, đúng không? Hoặc anh chị em các con tham gia vào các hoạt động như thế này, chúng ta sẽ cùng nói, đúng không nhỉ?
Tiếp theo các con sẽ nghe và chúng ta sẽ đánh số. Đó. Chúng ta sẽ có các hoạt động ở đây đúng không? Chúng ta có picture A, playing chess. This is reading books, right? Reading, solving math problems. And this is playing games, right? Các con nghe xem số thứ tự của các cái hoạt động là gì, đúng không? Để chúng ta sẽ đưa ra đáp án cho từng câu các con nhé. Now, let's listen. One. What is your sister doing? She's reading a book. Reading a book. Does she like reading books? Yes, she does. It's her favorite school activity. Favorite school. Two. Does your brother like English? No, he doesn't. What school activity does he like? He likes solving maths problems. Yeah, solving math problems. Three. Does your brother like doing projects? No, he doesn't. What school activity does he like? He likes playing chess. Playing chess. Four. Does your sister like solving maths problems? No. No, she doesn't. What school activity does she like? She likes doing projects. She likes playing Look at the picture. She's making a paper puppet for her school project. Paper puppet for school projects. Okay. And let's check the answer. Great. Okay. Rồi, chúng ta di chuyển đến phần số 5 là các con sẽ nhìn tranh này. Chúng ta sẽ điền vào các từ còn thiếu và các chỗ trống. Thì để tiết kiệm thời gian thì cô sẽ chúng ta sẽ cùng đi đến các mẫu câu luôn nha. Number one, what school activity does your sister like? She like doing project. Okay. Doing projects. What does your brother like reading? Does your brother like reading? No, he doesn't. He likes solving math, doing word puzzle. Okay, đây là giải ô chữ đúng không các con? It's his favorite school activity. À, ở đây mới là solving math problems. Is that right? What's he doing? He's solving a math problem. Okay? It's his favorite school activity. Does your sister like dancing? No, she doesn't. She likes reading books. Okay, it's her favorite school activity. Yeah, and that's for activity five and activity six. You're going to listen, complete and sing along with the song. Okay, và vẫn là mẫu câu what school activity does she like? Okay, what school activity or activities does she like or does he like? Các con sẽ nghe đúng không? Chúng ta sẽ nhìn vào các cái câu lệnh chúng ta có ở đây thì chúng ta có thể tìm được. What school activities does she like? What school activities does she like? Does she like? Does she like? She likes playing word puzzles. She likes playing the violin. She likes reading stories. What school activities does he like? Does he like? Does he like? He likes playing football. He likes playing the guitar. He likes doing projects. Như vậy với phần lesson 1 chúng ta nhớ chúng ta có mẫu câu what school activities does she like or what school activity does he like và các con sẽ đưa ra đáp án like cộng verb thêm in để chúng ta miêu tả về ai đó thích con thực hiện hoạt động như thế nào. Tiếp theo chúng ta di chuyển đến lesson 2. Các con sẽ đến lesson 2 chúng ta tiếp tục có những cái đoạn hội thoại để chúng ta nhấn mạnh vào cái mẫu câu chúng ta sẽ cần chú ý đến các con nhé. A. Hi, Tom. I can't see Ming. What's he doing? He's solving maths problems in the library. He likes maths.
B. Why does he like solving maths problems? Because he thinks it's useful. À, các bạn đang hỏi nhau về một bạn tên là Minh đúng không? Chào Minh, tớ không thấy bạn Minh ở... Chào Tom, tớ không thấy Minh ở đâu. Bạn ấy đang làm gì đấy? À, bạn ấy đang làm toán ở trong thư viện kìa. Bạn rất là thích toán. Tại sao bạn ấy lại thích giải các bài toán thế? Bởi vì bạn ấy nghĩ là nó rất là tốt. Nó học môn toán rất là tốt cho tư duy của chúng ta đúng không? À, và các con nhìn tranh đây chúng ta sẽ có. Rồi, và các con là... Chúng ta nhìn đây có bạn nữ, bạn nam đây đúng không ạ? Ví dụ như tranh B con thấy cùng với tranh D đó là he. Đúng nhờ tranh A và tranh C đó là she. À, và chúng ta sẽ có từng có những câu như sau. Play games là chơi trò chơi đúng không? For fun. Bởi vì nó rất là vui. And play games. And fun. Fun. Play games. Fun. Yeah. And this is do projects and good for group work. Do projects. Good for group work. À, làm dự án thì giúp cho các con cải thiện cái việc là kỹ năng làm việc nhóm đúng không? It's read books. Interesting. Interesting, đọc sách thì rất là thú vị này. Tiếp này. Solve maths problems. Useful. À, giải các bài toán thì rất là hữu ích cho cái việc học của chúng ta. À, như vậy chúng ta sẽ hỏi là tại sao bạn ấy là bạn con gái hoặc bạn con trai đây đúng không? Lại thích làm cái việc này bởi vì bạn ấy nghĩ rằng nó như thế nào đó. Nào, chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Why does she like playing games? Because she thinks it's fun. À, và các con nhớ likes theo sau nó là verb thêm ing nên ta có động từ play, con sẽ chuyển thành playing. Do to doing, read and reading, solve and solving. Đúng không nhỉ? Yeah. Why does he like doing projects? Because he thinks it's good for group work. That's because he thinks it's good for group work. Okay. Next one. Why does she like reading books? Because she thinks it's interesting. Because he thinks it's interesting. Okay. Why does he like solving maths problems? Because he thinks it's useful. Because he thinks it's useful. Okay. Vậy các con nghe thấy cái gì? Đọc âm cuối này, đọc trọng âm này và đọc nối âm rất là rõ trong câu chuyện của chúng ta đúng không? Trong phần Let's Talk thì các con cũng nhìn vào các bạn ở đây đúng không? Các bạn ấy làm gì và bởi tại vì làm sao thì các bạn lựa chọn như thế đúng không ạ? Ví dụ như bạn con trai ở đây thì bạn rất là thích làm gì? Giải ô chữ bởi vì nó rất là vui đấy nhỉ? Bạn nữ thì rất thích đọc sách đúng không ạ? Bởi vì nó rất là thú vị này. Bạn nam thì rất thích giải các bài toán bởi vì nó rất là hữu dụng này. Thế còn đây là các bạn làm bài project bởi vì nó tốt cho làm việc nhóm. Bởi vì làm project thì các con không thể làm một mình đúng không? Các con phải tương tác với cả các bạn của mình. Tiếp theo các con sẽ nghe và chúng ta sẽ cùng lựa chọn đáp án. Reading books, doing projects and solving math problems. Maybe doing projects or drawing or painting, drawing, right? And solving the math problems and sing in the song. Okay? Now let's listen to choose. One. My sister doesn't like maths. What school activity does she like? She likes doing projects. She likes doing projects. Why does she like it? Because she thinks it's good for group work. Two. Why doesn't Ming like solving maths problems? Because he thinks it's difficult. What school activity does he like? He likes drawing pictures. Why does he like it? Because he thinks it's fun and easy. Oh. Hey. Tất cả câu trả lời, hai câu trả lời của chúng ta là chính xác rồi đúng không các con? Tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào bức tranh. Nếu như chúng ta sẽ viết các từ còn thiếu vào chỗ trống này. What school activity does your sister like? Hoạt động nào ở trường mà chị của bạn thích? Đây nè. She likes, con nhìn xem bạn chị thích làm gì đây? Đây chính là việc chị làm project đúng không?
Doing projects là làm việc, gọi là thực hiện dự án cùng với cả các bạn, chính là cái project cuối cùng trong lớp, trong phần 3, cuối phần 3, cuối lesson series ở trong mỗi unit của chúng ta đấy. Tại sao chị thích làm điều đấy? Bởi vì nó rất là thú vị, đúng không? What school activities doesn't your brother like? À, cái hoạt động nào ở trường mà anh của bạn không có thích? Không có thích, đúng không? Doesn't like, she doesn't like solving math problems. Okay. Why doesn't he like them? Because he thinks it's they aren't interesting. Anh ấy không thích giải toán, đúng không? À, thích lại tham gia các hoạt động khác. Đó. Và đến nhiệm vụ này thì các con sẽ ở trên lớp, các con sẽ tạo câu, đúng không? Chúng ta có một số từ có sẵn, nếu như các cô sẽ đưa sẵn cho một số từ cho các con, đúng không? My sister likes reading big books, like reading books because she thinks it's interesting. They're playing game, solving math problem, doing projects. Và các con sẽ viết, nói ra các cái câu mà liên quan đến các từ mà chúng ta có. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần lesson 2 với cái câu, mỗi câu hỏi là tại sao chúng ta lại thích làm việc đó. Và đến lesson 3, chúng ta tiếp tục đi đến phần phát âm. Thì các con nhớ từ solving, solving, trọng âm từ cao xuống thấp. Reading, chúng ta cũng đi từ trên cao lên xuống thấp, đúng không? Yeah. Solving. Solving. He likes solving maths problems. He likes solving math problems. Reading. Reading. Her favorite school activity is reading books. Her favorite school activity is reading books. Alright. Và chúng ta tiếp tục đi đến bài. Các con nghe các đáp án và âm nào cao thấp khác so với đáp án hai, đáp án còn lại chúng ta sẽ học. 1. A. Solving. Solving, yes. B. Downstairs. Downstairs. C. Because. Because. Như vậy, downstairs and because. Trong ông dâu ông thứ hai. Sau đó là solving. That is that. 2. A. Goodbye. B. Swimming. C. Enjoy. Chúng ta có từ swimming, trọng âm rơi vào âm đầu tiên, đúng không? Enjoy, âm thứ hai, và goodbye, âm thứ hai, chúng ta sẽ đọc từ swimming. Next. 3. A. Before. Before. B. Guitar. Guitar. C. Writing. Writing. Before. Before. Guitar. Guitar. Let me check. Guitar. Chẳng bao giờ vào tar. Before. Chẳng bao giờ vào for. And let's check the answer. Here. Guitar. Okay. Guitar. And next one. Các con sẽ nghe bài hát với các từ. Chúng ta có từ reading, drawing, verbing, dancing. Okay. What school activities does she like? What school activities does she like? She likes reading and dancing. Does she like drawing and painting? No, she doesn't. She likes reading and dancing. What school activities does he like? He likes reading and singing. Does he like drawing and swimming? No, he doesn't. He likes reading and singing. Yeah, and next one. Chúng ta sẽ đọc và các con sẽ khoanh vào đáp án liên quan đến thông tin của các bạn. Minh, Lucy, Linh, Minh, Lucy và Bill là bạn thân. Các bạn ý học ở cùng trường. Bạn ý có các cái hoạt động khác nhau, yêu thích khác nhau ở trường. Bạn Linh thì thích hát bởi vì bạn ấy muốn trở thành ca sĩ trong tương lai này. Bạn Minh thì thích học về khoa học bởi vì bạn ấy muốn trở thành nhà khoa học. Lucy thì thích chơi cờ bởi vì bạn ấy muốn trở thành nhà vô địch cờ vua thế giới.
Diu thì rất là thích chơi bóng đá bởi vì bạn ấy muốn trở thành một nhà à một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án cho các phần như thế nào? Bạn nào thì thích hát đây các con? Để chúng ta có từ singing. Đó là Linh. Ok. Mình wants to be a scientist. Muốn trở thành một nhà khoa học đúng không? Lucy favorite activity is bạn Lucy thì muốn muốn chơi cờ đúng không? Và Bill wants to be a famous football player. Ok. Đến phần số 5, chúng ta sẽ có là các con sẽ viết về cái hoạt động yêu thích của ở trường của anh con, chị con và người bạn của con và tại sao mọi người lại thích cái hoạt động đấy. Và hoạt động nào nào mà mọi người không thích và tại sao mọi người lại không thích cái hoạt động đó. Đó, cô giáo có lấy một cái mẫu chúng ta có như sau này. Mình gọi là gì nhỉ? Hoạt động ở trường yêu thích của chị gái là chị gái của tớ đúng không? Là giải các bài toán. Chị thích nó bởi vì nó rất là thú vị và muốn dạy toán trong tương lai, tức là hình cô giáo dạy toán đấy đúng không? Bạn chị không thích hát bởi vì chị không có giọng hay đúng không? Chúng chị thể hiện cái nội lực của mình. Tiếp theo trong phần project thì các con sẽ nói về con khảo sát các cái hoạt động yêu thích và các hoạt động yêu thích ở trường của các bạn của mình đúng không? Con có danh sách các bạn này, bạn này thích làm thích đọc sách này bởi vì nó làm sao này, con hỏi các bạn khác là thích làm gì và vì sao các bạn thích làm việc đó. Như vậy trong 3 lessons của bài số 7 cái hoạt động yêu thích của con ở trường thì chúng ta đã đi từ phần mẫu câu này, chúng ta có ngữ pháp này đúng không? Qua các cái nội dung của các phần và cô giáo hy vọng các hướng dẫn của cô có ý nghĩa với các bạn trong tiến trình học tập của các con. Thank you very much and see you in next videos. Bye bye.